Đây con máy nổ bơm nè, nước rất sạch mọi người nhé. Nè, tôi cho mọi người lại mỗi ngày một ít đấy, để tháo rất nhiều. Đâu mà? Ok, hello chào các bạn. Ok, hello chào các bạn. Mì tên Pascual. Ok, chào mừng các bạn quay lại với channel Hùng Kaka Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi. Thì vào đầu video các bạn hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh Hùng Kaka Vlog Cuộc Sống ở Châu Phi để mình có động lực giúp đỡ những người dân nghèo và các em nhỏ mồ côi ở miền núi Châu Phi mọi người nhé. Đấy, thì hôm nay là huynh đệ Văn Xóa đã khỏe rồi mọi người nhé. Đấy, cái này đuôi thì đấy. Mì ôm. Em ôm. Em ôm. Đấy, ôm ấy. Đấy, mình cùng dạy cho Văn Xóa tiếng Việt từ từ mọi người nhé. Thì hôm nay là ra chỗ công trình làm bài rửa xe cho các em nhỏ mồ côi đấy mọi người nhé. Thì cũng đang làm đấy, thì vì mình vừa Văn Xóa là bây giờ đến sẽ đi vào xem công trình là tiến độ đến đâu, cũng như mọi người đang làm công việc đấy. Nói chung là các em và cái thờ rất là tích cực. Đến xin nước mọi người ạ, nhưng mà thấy mình đến là chạy cả. Vê Muka. Đấy, nói chung là người dân ở đây là không có nước đấy. Thấy có giếng nước là bình thường, chắc là mình không ở đây nên là cùng đến xin đấy. Hôm nay là mình ra bất ngờ đấy, tình cờ nên là thấy mình gái là chạy cả, nhưng mà mình gọi lại cứ lại lấy nước đấy, vì là ai cũng cần nước mà bên này là nguồn nước là rất là hiếm đấy, nên là cứ cho mọi người lấy đấy. Để từ giờ hôm nay mình cũng bảo các anh thờ là cũng như các em cô ấy là sẽ cho mọi người để lấy nước đấy, một ngày bao nhiêu đầy về số lượng. Về về một cái quả tiết nào à quả. Aquí, pega, anda aquí. Đây con máy nổ bơm nè, nước rất sạch mọi người nhé. Nè, tôi cho mọi người lại mỗi ngày một ít đấy, để tháo rất nhiều. Đâu mà? Kéo con mẹ ta phải cái ba lu lu. Mà chơi là gì? Esse é mentira. Esse é de quem? É de quem então? É da minha chica. Hoje ela tira meu maí. Hoje ela tira das costas. Vai comer, né? Ou apanhar? É comer. Já. Đấy, nước sạch mọi người nhá, này nước trong. Thế mà gì xe ra gì nước rất sạch trong ấy mọi người, đã bảo lấy về nước ăn ấy mọi người nhá, nước giếng khoan. Thì cái xe vào quen ta lên vâng.
का काम ड्रेस करता है। Rabaga, tudo vai ter. Vai ligar hoje até de tarde. Đấy, nói chung là người dân ở đây là bình thường là cứ ăn nước ở cái giếng đào đó mọi người nhé. Đấy, từ hôm mà mình ra cái giếng ở đây chắc là mọi người cũng đến lấy, nhưng mà lúc đó thì mình cũng đang đi làm. Thì hôm nay là cả anh thờ cũng là thương người dân nên là cho nên là mình ra bất ngờ mà lúc này là ra là chạy có kề. Leva que vai tapar gerador. Thank you.
Các bạn nhé, thì nói chung là hôm nay là mình cũng ra để ngoài công trình để thăm làm ấy, đúng là thấy người dân là đến xin nước rất nhiều, thì người dân thật sự người dân bên này là thật sự là cần, rất cần được, nên là mình cứ để cho mọi người lại được nhé, ngay đến lúc nào mà em phát điên ấy, còn là mày nổ đấy mà hết sáng thôi, đấy, còn ngay ngoài thì mình cũng tiếp tục là để cho người dân để lấy, nên là sẽ có một người đứng đấy cầm voi để kia cái đeo mình, không là mọi người là đánh nhau ấy, đi được là rất quý. Nước rất cân đánh nhau lại thì bây giờ để anh cho mình là tiếp tục công việc đấy, anh là cũng như là hướng dẫn cho rồi thời xây làm thế này để cả nhà được hoàn thiện hơn, thì video này mình cũng xin dừng tại đây mọi người, để video ngày mai ở video này có ý nghĩa hãy nhớ cho mình một like, một chia sẻ và nhớ đăng ký kênh cùng các bạn vlog cùng phòng ở châu Phi để mọi mình có động lực giúp đỡ người dân nghèo khổ và các em nhỏ mồ côi miền núi châu Phi mọi người nha, chào các bạn.